chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sheldon Nation. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. Tứ Hoàng là 4 vị thuyền trưởng nổi tiếng và mạnh nhất trong thế giới cướp biển trên toàn thế giới, được đặt danh bởi chính quyền thế giới, bao gồm Shank Tóc Đỏ, Big Mom, Kaido, trước đó là Dâu Trắng và hiện nay là Dâu Đen. Có thể nói rằng, họ chính là những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến thế giới. Họ không phải là đồng minh và cũng chẳng phải là kẻ thù. Bốn người này cư ngụ tại một nửa còn lại của đại hải trình. Họ gây ảnh hưởng và kiểm soát hàng chục nhóm cướp biển. Ngoài ra, các đảo rải rác trên tân thế giới nếu muốn được sự yên bình thì đều phải chịu đứng dưới lá cờ của một tứ hoàng. Trong thời gian này trên thế giới One Piece, hải quân chưa bao giờ công khai tấn công một tứ hoàng nào cả, ngoại trừ trận chiến thượng đỉnh duy nhất giữa tứ hoàng Dâu Trắng và chính phủ thế giới xảy ra cuộc hành hình Ace tại Marineford. Ở trận Marineford, Dâu Trắng đã chút hơi thở cuối cùng của mình tại chiến trận, trong khi đó, Dâu Đen, kẻ đã kết liễu cuộc đời của Dâu Trắng, nghiêm nhiên đoạt lấy vị trí và sức mạnh quả chấn động, trở thành một trong tứ hoàng. Lý do nào khiến chính phủ thế giới dường như không muốn đụng chạm đến các tứ hoàng, mặc dù vị trí của các tứ hoàng không phải là điều gì bí mật? Trong video lần này, hãy cùng chúng mình đến tìm hiểu top 5 lý do tứ hoàng không bị chính phủ thế giới One Piece săn lùng. Thứ nhất, sức mạnh của tứ hoàng không phải là để đùa. Gần như chắc chắn rằng, sức mạnh của mỗi tứ hoàng không phải là để đùa. Đây cũng là lý do chính khiến hải quân không nghĩ đến việc tấn công hạ bệ một Yonko bởi vì sức mạnh của họ quá lớn. Điều này được thể hiện trong lần đối đầu duy nhất với một tứ hoàng Dâu Trắng. Hải quân đã phải chuẩn bị toàn bộ lực lượng quân sự và cả các Shichibukai. Ngay cả khi đó, vẫn còn khá khó khăn để hạ bệ Dâu Trắng. Để săn một tứ hoàng, họ sẽ phải phát huy hết sức mạnh đang có. Và tất nhiên, hải quân rất sợ khi đang chiến đấu với một tứ hoàng thì sẽ có nguy cơ tổng bộ sẽ bị các tứ hoàng khác tấn công và thất thủ. Theo một cách khác, đây có lẽ là lý do chính khiến Sengoku dừng cuộc chiến Marineford khi Shanks xuất hiện. Ngay sau khi chống lại Dâu Trắng, họ đã chết rất nhiều mạng binh lính, đặc biệt nếu ngay sau đó họ phải chống lại cả Shanks. Thứ hai, tứ hoàng có tầm ảnh hưởng như nhau. Từ thời Dâu Trắng còn sống cho đến khi Dâu Đen xoán ngôi, cũng trở thành tứ hoàng thì sức mạnh và danh tiếng của cả bốn tứ hoàng luôn được cho là tương đương nhau. Mặc dù tiền thưởng truy nã của từng tứ hoàng là khác nhau, nhưng trong thực tế, mức độ ảnh hưởng của họ là ngang nhau. Không ai trong số tứ hoàng có thể lật đổ nhau mà không cần một cuộc chiến lớn cả. Trong phần lớn thời gian hoạt động băng hải tặc của mình, các tứ hoàng chỉ bảo vệ các lãnh thổ dưới sự bảo hộ của mình và đảm bảo không nhúng tay vào các khu vực của các tứ hoàng khác để tránh xung đột. Có một quy tắc ngầm được đặt ra là ngay cả khi họ thù địch nhau thì họ cũng không gây ra động thái gì để lật đổ nhau cả. Chính quyền thế giới luôn tránh các cuộc đụng độ không đáng với tứ hoàng và các tứ hoàng cũng vậy. Điều này đã được chứng minh trong sức mạnh của bốn tứ hoàng, mỗi một tứ hoàng đều đủ khả năng để làm chao đảo cả thế giới. Nếu như có một trường hợp nào đó khiến cho hai trong bốn tứ hoàng kết hợp lại với nhau thành một liên minh thì cũng đã quá đủ để khiến cho chính quyền thế giới trở nên hoảng loạn và lo sợ. Chính vì thế, hải quân rất lo lắng khi nghe tin Big Mom và Kaido bắt tay trở thành đồng minh, vì điều đó có nghĩa là sức mạnh của tứ hoàng bắt đầu đã mất cân bằng. Thứ ba, giao dịch đối tác trên thị trường chợ đen. Một trong những lý do chính khiến chính phủ thế giới vẫn để Kaido hay Big Mom tự do hành động, đàn áp dân lành bởi vì mỗi người đều hoạt động trong thị trường chợ đen. Thị trường chợ đen là nơi các hoạt động kinh tế diễn ra bên ngoài các kênh do chính phủ phê chuẩn. Các giao dịch tại thị trường chợ đen thường diễn ra rất là ngầm với mục đích để cho những người tham gia tránh bị kiểm soát giá cả hoặc thuế của chính phủ. Chúng ta đã thấy ở Wano, các CBO đã tới với một đơn hàng giao dịch vũ khí giữa chính phủ và Wano, đại diện là Orochi. Vào thời điểm đó, CBO đang đàm phán với Orochi để có thể có được các vũ khí được chế tạo từ Wano. Trong đám cưới của Sanji và Pudding, Big Mom cũng tổ chức một buổi tiệc và có rất nhiều khách mời quan chức cấp cao ở chợ đen như Stussy, Morgan và Dufel. Nói cách khác, Big Mom cũng có tiếng ở thị trường chợ đen. Thứ tư, bản thân tứ hoàng không xâm chiếm chính phủ thế giới. Ngoài Dâu Trắng đưa băng hải tặc của mình tấn công Marineford để cứu Ace, cho đến nay các tứ hoàng khác chủ yếu hoạt động ở trong khu vực của mình và không thực sự chủ đích tấn công chính phủ thế giới. Nếu bất cứ ai tấn công chính phủ hoặc các thiên long nhân như Ruffy đã làm, gần như chắc chắn hải quân sẽ tấn công họ. Nhưng cho đến bây giờ, các tứ hoàng dường như vẫn hoạt động theo con đường hòa bình và thậm chí dường như không quan tâm đến sự tồn tại của hải quân. Vì vậy, có thể đối với tứ hoàng, chính phủ thế giới không phải là mối đe dọa nên họ có xu hướng nước sông không phạm nước giếng. Thứ năm, tứ hoàng chưa động chạm đến bí mật của chính phủ thế giới. Khi Big Mom đến chỗ Kaido, Okinu đề cập rằng Wano không phải là một khu vực thuộc thẩm quyền của chính phủ thế giới nên đã quyết định rời khỏi cuộc họp. Điều này cũng tương tự một số trường hợp ở các khu vực thuộc sở hữu của tứ hoàng khác, chẳng hạn như đảo Bánh là tổng hành dinh của Big Mom và của Dâu Đen là đảo Hachinosu. Vì hải quân không có nghĩa lý gì bảo vệ khu vực này nên họ có xu hướng không quan tâm bất cứ điều gì sẽ xảy ra bên ngoài khu vực họ quản lý. Mỗi tứ hoàng đều có một lãnh thổ riêng và để di chuyển sang lãnh thổ của tứ hoàng khác cũng sẽ gặp sự cố chống trả quyết liệt. Giống như lần Big Mom vượt thác, định vào Wano đã bị Kaido ra lệnh King chặn đứng. Với sức mạnh gần như tương đương, chắc chắn cơ hội để một tứ hoàng sở hữu toàn bộ các phiến đá Red Pony Cliff là rất khó. Nhưng sự cân bằng này bắt đầu sẽ thay đổi một khi Kaido và Big Mom liên minh với nhau. Hai phiến đá Red Pony Cliff đã nằm trong tay liên minh này, vì vậy chỉ còn vấn đề thời gian cho đến khi liên minh Big Mom và Kaido tìm thấy hai phiến đá còn lại.
Trên đây là 5 lý do Tứ Hoàng không bị chính phủ thế giới One Piece truy bắt. Bạn thấy Luffy sau phần Wano liệu có bước chân chính thức vào ngôi đền huyền thoại này hay không? Hay anh ta sẽ phải bỏ mạng trước hai Tứ Hoàng Big Mom và Kaido? Thì hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.